Thưa quý vị và các bạn, trong khi chúng ta vẫn không thôi day dứt về cái chết đau lòng của những người Việt trong xe container vào Anh hồi tháng 10, nhiều đối tượng cơ hội chính trị thừa dịp đã đổ lỗi cho nhà nước, cho chế độ, thì ít người biết rằng chính những kẻ này lại tiếp tay bao che cho hành vi tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài và ở lại nước ngoài trái phép, đẩy mạng sống của người dân vào vòng nguy hiểm. Nguyễn Đức Thiện ở xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Hiện phụ bố mẹ làm những công việc vặt trong nhà. Công việc này rõ ràng không tương xứng với một thanh niên có sức vóc như Thiện. Cũng như nhiều người, Thiện từng mơ ước về một tương lai sáng lạn, được lao động, làm việc ở một đất nước có nền kinh tế phát triển, có điều kiện khí hậu ôn hòa hơn miền Trung quê em. Nhưng ước mơ đó giờ đây đã bị dập tắt. Thiện vừa trở về sau hơn một tháng sống tại trại tị nạn ở Indonesia. Và trước đó là những ngày lênh đênh trên biển, giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Thiện trở về và mang theo một gánh nặng nợ nần. Bọn em ở trên thuyền này thì đi 5 ngày ạ. 5 ngày thì đến sáng ngày thứ 5 thì hai người lấy tàu Indo cùng bỏ trốn. Thì bọn em lúc đấy bọn em biết một chắc thì biết là kiểu gì cũng bị bắt. Thì chị muốn hỏi là trong năm thế ngày mà ở trên cái thuyền nhỏ như thế thì bọn em có cảm thấy lo không? Có chứ, có lo chứ, nhưng mà tại vì cũng không biết là nó gần, lúc đấy là cũng không biết được là nó gần hay là mình đi mất bao nhiêu ngày ấy. Thì mọi người cũng đồng viên chắc là cũng nữa, nhưng thực sự thấy rất nguy hiểm. Nếu mà cho em đi lại chắc không bao giờ. Táo tợn hơn là trường hợp của Trần Minh Châu ở Diễn Châu, Nghệ An. Châu chưa từng làm hộ chiếu bao giờ, nhưng người hứa hẹn đưa Châu đi New Zealand nói rằng không cần hộ chiếu, họ vẫn có thể đưa em đến miền đất hứa, chỉ cần có 8.000 đô la Mỹ. Người ta cũng nói thêm rằng số tiền này chỉ cần làm việc trong một tháng, em đã có thể gửi về trả nợ cho gia đình. Nó nói là em làm đi được, nhưng mà là lại hộ chiếu người khác. Đây là hộ chiếu người khác thì nó làm cho đi luôn. Nó nói thế thì được mua ở Sài Gòn này. Sài Gòn được mua 1 đến 2 ngày thì nó cho đi, nó dần đi đấy. Nguyễn Đức Thiện ở xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và Trần Minh Châu ở Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An chỉ là hai trong số rất nhiều trường hợp bị lừa đảo nộp tiền để đi vượt biên trái phép. Theo Thiện và Châu cho biết, trên chiếc tàu xuất phát từ Indonesia, được nói là sẽ đến New Zealand. Ngoài Thiện và Châu, còn có 39 người Việt Nam khác, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Trong đó có 13 người ở Nghệ An, 28 người ở Hà Tĩnh. Thông qua Nguyễn Văn Tuấn ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, tất cả những người này tập kết ở Thái Lan, sau đó mua vé máy bay sang Indonesia. Tại Indonesia, một người khác do Tuấn giới thiệu là Hà Văn Thành sẽ lo khách sạn, tàu và thực phẩm để họ di chuyển tiếp đến New Zealand bằng đường biển. Những người trong đoàn cũng đưa một phần tiền cho Tuấn ở Thái Lan, phần còn lại đưa cho Hà Văn Thành ở Indonesia. Số tiền trung bình từ khoảng 8 đến 10.000 đô la Mỹ một người. Lúc bọn em ở Thái Lan chuẩn bị đi thì anh Tuấn Anh có dặn bọn em ạ. Từ sáng đấy thì có người đón, sáng đấy có người đón và có người đưa đi. Thì tức là có dặn bọn em trước là bọn em đưa tiền cho người đấy. Trước đấy bọn em không biết anh Thành lại hay là gì cả. Lên 17 nó đòi 2.000. Thì đưa cho nó 2.000 rồi khóa Indo. Khóa Indo thì nó đòi 4.000 nữa. Hồng bay qua Indo ở dưới em ở một quần đảo. Thì nó đòi 3.000 nữa. Lúc đấy thì bọn em đi cùng đông người ấy. Thì cùng mọi người theo thì mình cũng phải theo thôi, tại vì sang đến đấy rồi thì mình cũng phải theo họ, theo thôi. Chứ cũng không nghĩ chuyện là gì cả, chắc tại vì cũng không nghĩ là họ lừa mình hay gì cả. Theo lời kể của Thiện và Châu, từ Indonesia họ xuống một chiếc tàu nhỏ mà ai cũng nghĩ đó chỉ là một chiếc tàu trung chuyển bởi nó quá bé so với hành trình vượt đại dương để đến được đất nước New Zealand xa xôi.
Nhưng rồi họ mới hiểu ra đó chính là phương tiện được sử dụng cho suốt 5 ngày lênh đênh trên biển. Sợ mà không ai dám nói ra. Vào buổi trưa ngày thứ 5, tàu ghé vào một hòn đảo nhỏ. Lái tàu người Indonesia ra hiệu cho họ biết rằng tàu ghé vào để tiếp nhiên liệu. Nhưng chờ từ trưa cho đến tối, hai tài công của tàu đã biến mất. Tiếp sau đó, cảnh sát Indonesia xuất hiện, 41 người được đưa trở lại Indo sống tập trung trong một trại tị nạn. Nó cho vào một hòn đảo ấy, nó nói là đi mua dầu, nó chờ mãi đến khoảng 7 giờ tối ấy, là đến 8 giờ là công an nó đến nó hỏi ấy. Bọn em lúc đầu tiên thì không liên lạc được ạ. Thì sau đấy có một số người tại vì không có điện thoại, không có gì cả. Còn sau đấy thì có mượn được điện thoại thì cũng có gọi. Thì lúc đấy thì họ tức là họ cũng bắt đầu chối bỏ trách nhiệm chứ ạ. Sẽ cũng liên lạc được nhưng mà họ bảo là một hai mấy hôm đầu thì họ bảo là chơi một thời gian nữa, nhưng sau đấy thì cũng không liên lạc nữa. Anh thì bình thường nhưng mà anh bốc, dạ, anh theo kiểu cách của nó, địa, rồi chúng cơm thì nó cho thì anh cho thôi, toàn đa số là dân tiền nào nó cho không à? Nó ở bên kia, nó ở đó, nó cho mình không chứ còn mấy khi nó cho mình ăn đâu. Ra thì những ngày đó là ngày rất lo lắng, rất lo lắng con mình bây giờ không biết là nó ở cái chỗ nào đó có an toàn được không, rồi nó có cơ hội để trở về gia đình nữa không. Là mấy cái ngày đó là ngày hết sức, gia đình hết sức lo lắng. Mà sau đó thì khoảng thời gian sau đó thì thấy con nó bảo là về được thì gia đình bắt đầu có thứ yên tâm. Đến lúc thực tế thì hôm nay con nó đã trở về. Nhưng mà hiện tại của gia đình thì mất cái số tiền trao đổi đó, tức là mất cho đường dây một số tiền mà chưa lấy lại. Nếu chỉ tính số tiền thấp nhất mà mỗi người phải trả cho Tuấn và Thành là 8.000 đô để lên được con tàu chật trội kia, thì con số mà hai đối tượng này chiếm đoạt của 41 nạn nhân là hơn 300.000 đô la Mỹ, tương đương với khoảng hơn 6 tỷ đồng tiền Việt Nam. Đây rõ ràng là một con số không hề nhỏ. Khi được giải cứu về Việt Nam, Thiện, Châu và các nạn nhân đã tìm đến nhà Thành nhiều lần nhưng không được giải quyết. Không nhận được thiện chí từ những người đem con bảo trợ, các nạn nhân đã quyết định làm đơn gửi công an. Thì lúc đầu thì họ báo là về nhà thì họ thể gửi lại tiền. Thế về thì họ thể trả lại tiền cho mình. Nhưng mà sau về đến nhà thì người thì trộn, người thì bảo là chưa có tiền thôi là này nó đấy. Tiền thì vay mượn gia đình ngân hàng, vay mượn chị cả chị ạ. Chứ tiền đâu có trong nhà. Yeah. Thì nhờ cha mẹ xoay chỗ khác là tiền đâu. Thì vào biệt lừa thì biệt chưa biệt tách mình như tách ai được gì. Yeah. Chúng thì nháy em muộn thì muộn đi làm ăn thoát cảnh nghèo thế chứ. Yeah. Giờ làm nó đúng khổ, giờ làm gì mà khổ. Thực ra thì quan điểm của gia đình thì lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng là tin tưởng thì muốn cho con đi làm để kiếm thêm đồng tiền chứ đỡ vất vả. Sau khi cái đường dây nó vỡ ra rồi thì cũng cái điều mong của gia đình là trước hết là con nó trở về được an toàn. Sau thì cũng có mất một số tiền là đưa cho họ, bây giờ chưa lấy lại được thì nguyện vọng của gia đình bây giờ thì cũng mong muốn làm thế nào mà nhà nước khai thác để bắt được cái đường dây đó thì trả lại, buộc đường dây trả lại cái số tiền với gia đình mà được. Không biết khi lên Facebook đăng tin kêu gọi cộng đồng hỗ trợ Hà Văn Thành và khi gửi thư xin Bộ Di trú Hoa Kỳ tiếp nhận Hà Văn Thành, vị quản sứ giáo xứ Song Ngọc Nguyễn Đình Thục có biết được việc làm phi nhân tính này của Hà Văn Thành hay không? Bởi trong số 41 nạn nhân bị lừa đảo trôi dạt ra biển, có lúc tính mạng là nghìn cân treo sợi tóc. Không ít người trong đó chính là giáo dân trong giáo xứ do ông quản lý, hay đã có một sự thiên vị khó hiểu nào đó từ phía linh mục Nguyễn Đình Thục nhằm vào một mục đích cá nhân nào đó của vị này mà bấy lâu nay chúng ta không còn xa lạ. Anh Thanh thì trong vụ việc này thì anh Thanh là anh người chủ ấy, chủ. Vì sao biết là Hà Văn Thành là chủ mưu? Tại vì em suy nghĩ là tức là mọi chuyện anh lo hết mà từ Indo anh lo hết từ thế tàu đây là tôi thực ăn gì ấy thì em nghĩ được. Trong cái tính cách của đường dây như thế này thì nó cũng hoàn toàn không chấp nhận được. Bởi lẽ là vì đấy là một cái tức là mang tính lừa đảo nó nhiều hơn. Cái sự kiện Hà Văn Thành này
nó sẽ là một cái bài học nhãn tiền cho những cái, cho những người nghĩ rằng mà anh cứ có những cái hoạt động gây rối xã hội rồi hung hăng thách thức chính quyền là anh sẽ có một cái hồ sơ đẹp để xin tị nạn, để có một cái cuộc sống sung sướng ở những cái quốc gia phát triển. Và đây cũng là một cái bài học cho những cái người nào mà mù quáng để ôm cái mộng mà định cư nước ngoài, định cư ở nước ngoài, và để biến mình trở thành các cái công cụ cho các cái cá nhân, các cái tổ chức nào đó để chống phá nhà nước Việt Nam. Vào thời điểm trước khi chương trình này lên sóng, Hà Văn Thành đã bị trục xuất về nước. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận đối tượng để phục vụ điều tra theo đơn tố cáo của các nạn nhân trong vụ việc đưa người ra nước ngoài trái phép. Đến đây, chắc hẳn quý vị đã nhận ra màn kịch truy đuổi chạy trốn do Hà Văn Thành và những người đứng sau y giàn dựng. Cuối cùng đã đến phần hạ màn. Một mũi tên trúng nhiều đích, Hà Văn Thành vừa có tiền để thực hiện giấc mơ Mỹ bằng một chuyến đi lòng vòng qua nhiều nước. Y lại có bằng chứng và cơ hội để lưu loa lên rằng mình bị truy đuổi. Tất nhiên, Hà Văn Thành phải trốn chạy thật, bởi với số tiền mà y đã lừa đảo chiếm đoạt của mọi người, chắc sẽ không có ai để cho hắn được sống yên ổn. Nhưng thật đáng tiếc, bởi dù tính toán bao nhiêu đi chăng nữa, bản chất của một kẻ lừa đảo, dối trá cũng phải bộc lộ. Hà Văn Thành đã bị từ chối cấp quy chế tị nạn và trục xuất về nước để đón nhận hình phạt thích đáng. Câu chuyện cũng cho thấy bộ mặt thật của những người đứng sau y, những kẻ vẫn giao giảng đạo đức, cầu nguyện cho nạn nhân của thảm kịch xuất cảnh trái phép. Chương trình Góc nhìn sự thật tuần này cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.